Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Will của phòng khám ECC. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập để giúp các cơ xung quanh phần lưng dưới hay còn gọi là phần đốt sống thắt lưng của bạn khỏe hơn. Trước khi bắt đầu, bạn hãy kiểm tra với bác sĩ thần kinh cột sống của mình để đảm bảo bạn đang theo đúng tiến trình điều trị và đủ sức khỏe để bắt đầu với những bài tập này nhé. Những bài tập này sẽ gồm 6 bước. Mỗi bước sẽ dừng khó hơn một chút. Hãy tưởng tượng việc tăng cường sức mạnh phải theo từng lớp cơ. Khi chúng ta làm một lớp cơ này khỏe lên, thì khi đó bài tập sẽ trở nên dễ dàng do cơ đã quen với các chuyển động, sự căng cơ hay sức nặng. Khi đó chúng ta sẽ chuyển sang một bước mới để giúp cho lớp cơ khác xung quanh cột sống khỏe hơn. Những bài tập này cần phải được tập đúng cách. Trước tiên, chúng ta cần vận dụng các khối cơ bụng. Hãy làm theo hướng dẫn của tôi. Bước 1, nằm ngửa lưng. Bước 2, đặt một tay dưới đốt sống thắt lưng. Bạn sẽ thấy có một khoảng cách ở giữa như thế này. Bước thứ 3, hạ thấp phần thắt lưng ép vào tay bạn. Bước thứ 4, cùng lúc đó co cơ bụng và cơ mông lại. Hãy tưởng tượng bạn đang đẩy khung xương chậu ra phía sau. Giữ nguyên tư thế này trong mỗi bước của bài tập mà tôi sắp giải thích sau đây nhé. Những động tác này cần chậm và liên tiếp. Hãy nhớ câu, chúng ta đang chạy marathon chứ không phải là chạy nước rút. Khi thực hiện những bài tập này, chậm và phối hợp là rất quan trọng. Sau đây là các bước của bài tập. Bài 1. Nâng một chân lên, co về phía ngực và đặt xuống. Bài 2. Tiếp tục động tác trước sau đó, đưa chân qua một bên. Chỉ cần nâng lên khỏi mặt sàn và đưa về lại giữa. Bài 3. Giống động tác trước, lần này thêm vào việc xoay chân theo chiều kim đồng hồ, từ từ mở rộng vòng xoay ra. Bài số 4. Giống động tác trước, lần này thêm vào việc xoay chân theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Bài số 5. Giống động tác trên, lần này thêm vào động tác nhấc chân kia lên khỏi mặt sàn trong lúc lặp lại các động tác khi nãy. Bài thứ 6, giống động tác trên, sau đó chéo chân và nâng lên hạ xuống trên mặt sàn. Then, crisscrossing the legs, coming up towards the chest, and crisscrossing them again, slowly back down towards the ground. Hãy nhớ tập 6 lần mỗi động tác mỗi bên, sau đó đổi bên và lặp lại.
mỗi bên tập 2 lần các động tác. Lưu ý khi bạn chuyển sang động tác mới, toàn thể các vận động sẽ được tính là một lần mà thôi. Hai đợt cuối là để thử sức chịu đựng của bạn. Để bài tập có hiệu quả, hãy tập bài tập trên 2 lần mỗi ngày giúp cơ ghi nhớ và tăng cường sức mạnh. Nếu bạn có thêm thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ phòng khám ECC. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Facebook của ECC và đăng ký theo dõi kênh YouTube của chúng tôi nếu bạn thích nội dung bài tập ngày hôm nay nhé. Thay mặt cho phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ECC, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tên tôi là bác sĩ Wilkinson. Rất mong gặp lại các bạn và tạm biệt.